Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Giáng sinh ở một làng nhỏ miền Đồng Tháp và truyện Khúc rẽ cuộc đời của nhà văn Duyên Anh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Truyện thứ nhất, Giáng sinh ở một làng nhỏ miền Đồng Tháp. Năm 1958, áo cơm đưa đẩy tôi về miền Tây. Đói đầu gối phải bò, và tôi đã bắt đầu gối tôi phải bò mãi về làng Mỹ Lương, thánh địa Hòa Hảo, nơi ra đời của vĩ nhân Huỳnh Phú Sổ. Dạy ở ngôi trường trung học Bán Công mà học trò hầu hết đều bằng tuổi tôi. Mỹ Lương buồn lắm. Vào những ngày 14, 10 rằm và 30 mồng 1, chợ búa chỉ bán rau cỏ, tương chao, tàu vị yểu, quán nước trần xì, cà phê đen, điểm tâm bằng dầu cháo quẩy, không thịt cá những ngày đó. Là kẻ tội lỗi từ thuở lọt lòng, dẫu ăn chay trường cũng khó sạch tội, nên khi thánh địa ăn chay, đọc kinh, nghe lời giảng của Đức Thầy, tôi bèn làm những chuyến sang sông. Con sông nhỏ có thể đưa ghe tàu sang tận Cao Miên, nhưng chỉ đưa tôi qua Tân Quề bằng chiếc đò máy. Cách một dòng sông bên này là thánh địa Hòa Hảo, bên kia là Lung Tung Beng. Một xóm đạo nhỏ với ngôi nhà thờ bé và vị linh mục kéo vĩ cầm, lại chỉ khóa chơi nhạc kháng chiến. Tôi có nhiều học trò bên Tân Quề, và tôi thường mò sang ăn mặn vào dịp Mỹ Lương ăn chay. Tôi quen với linh mục, khoái nói chuyện bưng biện hơn là nói chuyện Chúa. Ở Tân Quề, nhà thờ thiếu cái đàn harmonium, thiếu ban hát lễ, thiếu nhô con giúp lễ, ố những chuyên viên quỳ ố, thiếu luôn bánh thánh và nước phép. Cha Sở tạm gọi thế, kéo vĩ cầm buồn cười dở bụng. Ngài lười viber, ngài cứ đưa cái ạc rê lên xuống cả những nút ngân. Nhưng con chiên của ngài xứng đáng được Chúa thương xót nhất. Nếu Chúa biết, ngót 15 năm trời, họ đã sống trong nỗi hãi hùng, lép vế, buồn tủi, mà vẫn phụng thờ Chúa, vẫn tin ngày nhắm mắt được gặp Chúa ở trên trời, vẫn làm sáng danh Chúa. Giáng sinh những năm trước, tôi không biết ở đây, ở cái xóm đạo nhỏ bé của làng Tân Quề thuộc miền Đồng Tháp, cái đám giáo dân tổ chức đón mừng Chúa Hài Đồng ra đời ra sao. Nhưng năm nay, hang đá tại nhà cô Út lớn gấp 3 hang đá của nhà thờ. Tôi thấy một điều lạ, Chúa ở thật xa, Cha ở thật gần. Đám con chiên hèn mọn của Chúa chỉ theo Chúa. Có lẽ Cha Sở mãi lo chuyện bưng biền, quên phụng vụ Chúa, quên an ủi đám con chiên lạc lõng, bị kìm kẹp giữa miệng hắt hủi như những tội đồ. Cô Út là chị thần lễ, học trò lớp đệ thất. Cô mở tiệm may bên Tân Châu. Mỗi năm cô không về Tân Quề mừng Chúa Giáng sinh đâu. Ở Tân Châu vui hơn, nhà thờ lớn hơn, tiếng chuông ánh ỏi hơn, lời ca vút cao hơn. Giáng sinh năm nay cô Út mừng Chúa ra đời ở quê nhà. Chắc tại thần lễ nói có tôi dự tiệc nửa đêm ở nhà nó. Tôi không phải là công giáo. Gần Giáng sinh tôi dạy tới bài Christmas trong cuốn Ăn Le Vivant của Philippe Carpentier. Bài này và hai bài kế tiếp đều nói về Giáng sinh. Thời tiết trong ngày Giáng sinh với ông Santa Claus, thằng lễ tưởng tôi khoái đạo của nó lắm, nên năn nỉ mời tôi sang Tân Quề. Tôi nhận lời ngay. Buổi chiều hôm 24, nhà thằng lễ rộn rã, mà nếu Chúa biết, ngài sẽ cảm động vô cùng. Cái cổng chào đã dựng xong ở ngõ từ sáng. Trên nền lá dừa trẻ nhỏ cắt ngắn là hàng chữ cắt ráp tỉ mỉ của lễ mừng Chúa Giáng sinh. Chiếc đèn ông sao treo ở giữa. Rất đông bà con thân thuộc của gia đình lễ tới tô điểm hang đá và trang hoàng nhà cửa. Cuối sân, cô Út đang sửa soạn bếp quay một cặp ngỗng. Mọi người hầu như quên nhà thờ, quên Cha Sở, quên cả nỗi cay đắng trải dài nhiều năm tháng. Họ ăn mặc chỉnh tề, niềm hân hoan hiện rõ, càng thấm đậm oan khiên, tuổi cực. Họ càng tin rằng Chúa không bỏ họ như Cha Sở. Chúa sẽ đến với họ. Chúa đã quên họ từ bao nhiêu năm nay. Chúa phải đến đêm nay. Chỉ cần Chúa đến giây lát, chỉ cần Chúa hiểu, họ không bao giờ quên Chúa và lời dạy của Chúa. Đêm xuống dần, gió sông lùa lên tăng thêm cái lạnh dễ yêu.
Tôi bảo Lễ chở xe gắn máy đưa tôi đến nhà thờ. Nhà thờ ở gần bến đò, vắng như bến đò. Có một giáo đường nào im bóng hơn giáo đường này vào đêm Chúa Giáng sinh? Hai chúng tôi trở về, những chiếc đèn ông sao thắp sáng một vùng quê hương u tối. Mọi người quỳ trước hang đá cầu nguyện và suy tôn Chúa cao cả. Mùi hoa huệ thơm nhẹ. Hoa huệ chỉ thơm khi gần khói hương hay gần ánh đèn cầy. Mùi thịt ngỗng quay thơm lừng. Nhưng tôi còn ngửi được một mùi thơm thần thánh toát ra từ những tâm hồn ngoan đạo của đám con chiên côi cúc đang kính cẩn nguyện cầu trước Chúa của họ. Tôi tự hỏi, ngoài nhà thần lễ, còn nơi nào đón mừng Chúa Giáng sinh bằng nghi thức ở nhà thần lễ? Nghi thức? Không, không nghi thức đâu. Đó là sự tôn kính tuyệt đối, đó là ý muốn của Chúa. Chúa cũng giản dị, Chúa ghét nghi thức. Chúa Giáng sinh không phải vì nghi thức, cho nghi thức, mà vì nỗi cùng khổ của loài người, cho loài người biết thương yêu nhau. Gần nửa đêm, tiếng cầu nguyện lớn thêm, lan tỏa. Và khi tiếng chuông buồn tẻ từ giáo đường vọng tới, mọi người mừng vui cuống quýt. Chúa đã ra đời. Chúa đã ra đời cách đây 1958 năm, ra đời ở một nơi thấp hèn hơn nhà thần lễ. Người ta bỗng thấy thiếu một cái gì. Ba thần lễ giục tôi: "Thầy Long, thầy có biết hát thánh ca không?" Phải thú thật là tôi xúc động ghê gớm. Tôi gật đầu và run giọng hát: "Silent night, holy night, all is calm, all is bright." Tôi hát tới đó, dừng lại ngay và nói: "Quý vị cần hát một bài mừng Chúa Giáng sinh với tôi." Và tôi dạy họ hát bài "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời". Như thể được hưởng ân điển của Chúa, họ thuộc rất nhanh. Lát sau tiếng hát vút lên: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi mang lừa, trong hang bê lem ánh sáng tòa làng tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ôi Chúa thiên tòa Giáng sinh thấp hèn." Tiếng hát lắng lại, mọi người ngước nhìn bầu trời, cả tôi nữa. Tôi thấy một vì sao lung linh, và tôi còn mơ hồ thấy một vì sao rơi từ từ xuống thẳng nhà thần lễ. Chúa đấy, Ngài đã đói hoài đám con chiên có cái hiện tại hẩm hiu như dĩ vãng của Ngài ở Tân Huệ năm ấy. 13 năm đằng đẵng, tôi không có dịp trở về thăm làng Tân Huệ. Chiến tranh đã qua đấy chưa? Giáo đường đã sụp đổ chưa? Cha Sở đã bỏ con chiên chưa? Đám con chiên ngoan đạo bây giờ ra sao? Dù chiến tranh đã qua Tân Huệ, dù cha Sở bận hạt nổi mây nhàn, tôi vẫn tin Giáng sinh năm nay nhà thần lễ còn hang đá, còn đèn ông sao, còn lời cầu nguyện, còn hát thánh ca. Có thể thần lễ đã chết trận, không sao cả. Miễn là từ cái sân đất khô cằn của nhà nó, người ta còn dựng nổi cái hang đá cho niềm tin. Hết chuyện. Chuyện khúc rẽ cuộc đời. Khoa về huyện Phụ Dực thăm Vĩnh. Đường số 10 gian nhãn những hầm hố chưa kịp lắp, những nhịp cầu bị phá gục chưa kịp bắt, những chiếc xe tăng cam nhông chạm mìn nổ tung nằm phơi xác bên đường hay văng xuống ruộng. Lâu lắm Khoa mới có dịp đi trên con đường này. Trời tháng 8 nắng còn gay gắt, đồng ruộng bỏ hoang, cỏ dại che nhau mọc, mùi bùn ngai ngái đưa lên. Khoa gò lưng đạp xe, mồ hôi chảy ướt áo, nhễ nhại mặt. Khoa không cảm thấy mệt. Khoa nghĩ tới lúc gặp Vĩnh. Từ ngày Vĩnh bỏ Hà Nội trở về quê ngoại, Khoa bặt tin Vĩnh. Khoa vẫn tự hỏi với mẫu người như Vĩnh thì cuộc sống sẽ ra sao ở miền quê heo hút, bốn bề văng văng bom đạn. 2 năm rồi, 2 năm thương nhớ. Khoa hằng tin tưởng tâm hồn Vĩnh đã trang trải hơn xưa.
Cuộc đời dễ chừng cũng ngưng dạy Vĩnh nhiều bài học xe sắc. Khoa tưởng tượng Vĩnh đang cười thầm khi mọi người cười lớn. Ý nghĩ khôi hài ấy làm Khoa phấn khởi. Khoa huýt sáo một điệu hành khúc tiếp nhịp đôi bàn chân. Đến Vũ Hạ, đáng lẽ Khoa rẽ lối tắt ra bến đò Hạ, sang huyện lỵ cho gần. Nghĩ sao Khoa lại đi thẳng. Tới ngã tư Môi, Khoa dừng xe ngơ ngác kiếm tìm. Phong cảnh thay đổi cả. Chinh chiến vừa lướt qua để rơi rớt xuống mảnh đất này, sự điêu tàn lạnh rợn. Xưởng mái của cụ Cả Sườn siêu vẹo hẳn lên, từng vết đạn bắn nứt rạn tường dày. Dài quan hàng theo khói lửa ra tro. Cơn gió tha hồ thổi qua, hàng tre dãy nhà hết án ngữ. Khoa nhìn mãi mới nhận được con đường rải đá lởm chởm dẫn vào huyện lỵ. Con đường nho nhỏ quen thuộc ngày xưa. Bà Huyện, chị Hiền, Vĩnh, Bảo và Khoa ngồi trên xe sông Mã từ huyện ra ngã tư Môi đón ông Huyện ở tỉnh về. Ông Huyện đáp ô tô Thái Bình, Hải Phòng. Ông quen đi xe con thỏ nên bọn Khoa, Vĩnh, Bảo hễ trông thấy xe con thỏ dừng bến tạm ngã tư Môi là vội vàng đổ xô tới. Vì thế nào cũng có ông Huyện trong chuyến xe buổi chiều. Rồi người đón đưa vừa khuất bóng, nỗi buồn tìm đến ngay. Ngã tư Môi vốn đã quạnh hiu, bây giờ hiu quạnh gấp nghìn lần. Mắt Khoa cay cay nắng gió. Khoa thoáng gặp rất mơ hồ chiếc xe con thỏ chở ông Huyện, chị Hiền, Bảo chạy vào quá khứ, như khói lửa đưa ngã tư Môi vào kiếp nào xa xưa. Khói sầu tự nhiên trùng lên, lan tỏa. Khoa để hồn mình bay xa. Trống trường điểm ba tiếng cọc lóc. Học trò trường Huyện ùa vào sân. Từng bọn năm ba người, họ rủ nhau đánh đáo đánh quan. Lớp sơ đẳng chọn riêng khoảng sân góc trường. Lớp dự bị biết mình yếu đuối, tìm chơi phía sau sân. Lớp đồng ấu bé nhỏ chỉ đứng nhìn đàn anh bằng đôi mắt khi thơ cảm phục. Ngổ ngáo nhất là học trò lớp nhì một và nhì hai, chiếm hết phần sân trước, tranh nhau với các anh lớp nhất. Bọn này lớn tuổi, có anh đã có một vợ hai con nên tỏ vẻ độ lượng, nhường nhịn. Dạ chăng các anh cũng hết thích trò đá cầu đuổi bắt. Vài anh thơ thẩn đuổi bướm vàng bên bờ dậu. Vài anh bàn chuyện đấu bóng tròn giao hữu giữa Huỳnh Côi và Phụ Dực chủ nhật tới. Các anh chăm chỉ thì đọc sách dưới góc bàn, thỉnh thoảng bước qua dâm bục đặt lên dỗ kêu đơm đớp. Năm ấy Khoa học lớp nhì một. Khoa học giỏi nhưng tinh nghịch. Mọi lần Khoa hò hét ầm ĩ, phá đám lung tung. Không biết tại sao hôm nay Khoa đứng im lặng trên thềm, nhìn mấy con chim di líu ríu trên cành nâu, rồi nhìn ba chị em con qua huyện dưới gốc cây bẻ hoa rứt lá. Không ai dám tới gần ba chị em. Họ tới đâu thì ở đấy lánh xa chỗ khác, bàn tán thầm thì. Khoa thấy lòng mình làm sao ấy. Tuy nhiên Khoa chả mơ tưởng được chơi với con quan. Khoa nhớ buổi sáng thứ hai 4 tháng trước, thầy giáo Thanh dồn chỗ cho học trò. Thầy dành riêng 3 bàn đầu. Thầy bảo chỗ của con quan Huyện mới đổi về. Khoảng 8 giờ, người lính lệ dẫn hai cậu bé trạc tuổi Khoa vào lớp. Hai cậu rụt rè lo ngại. Thầy Thanh ân cần mời hai cậu ngồi bàn đầu. Hai cậu cách biệt đáp học trò lớp nhì một bằng hai cái bàn gỗ lim bóng loáng rắn chắc. Người lính lệ ra khỏi, thầy Thanh bắt đầu dạy. Bài luân lý sáng thứ hai là bài tình nhân loại. Lớp học yên lặng. Thỉnh thoảng hai cậu con quan ngoảnh xuống làm quen biên giới bàn lim chắn lối. Đôi bận có người gặp đôi mắt quý phái nhìn mình, và nụ cười thì lại tưởng đôi mắt ấy vừa thu một hình ảnh ngô nghê của học trò trường Huyện, và nụ cười kia là vẻ chế giễu nên giả vờ cúi mặt. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư bình thản trôi đi. Chưa ai biết tên con quan Huyện, kể cả chị học lớp nhất. Ba chị em cô độc. Chị học lớp nhất ưa mặc áo dài xanh lam, còn hai cậu em mặc âu phục trái với Khoa và các bạn Khoa, mặc áo dài thâm quần chúc bâu trắng. Khoa ở phố Huyện đối diện Vinh Quang. Chiều chiều con quan ra phố chơi, đôi lần ghé vào hàng nhà Khoa mua vài thứ lặt vặt. Những lần như thế Khoa chạy đi núp, len lén nhìn thấy cha mẹ lễ phép chào mời. Khoa lại càng tin rằng con quan ghê lắm. Trong lòng Khoa đâm chồi thù ghét ngấm ngầm, tuy Khoa rất sợ hãi. Dần dần Khoa hối hận về sự hiềm tị vô cớ của mình.
con quan huyện có làm gì Khoa đâu. Ở nhà hồi bé bỏng, bà Khoa hay kể cho Khoa nghe chuyện Tấm Cám. Khoa thương con Tấm cô độc, lủi thủi một mình chả ai chơi với, lại còn bị mẹ con Cám hất hủi nữa. Khoa ngây thơ, dám ví con quan như Tấm trong trường huyện. Vì thoang thoảng Khoa biết nhiều học trò ưa kể xấu con quan, nào là học dốt mà cũng nhất nhì. Thoạt đầu Khoa cũng vào hùa, sau Khoa im lặng cho đến hôm nay. Khoa bỏ chơi đứng ngắm con quan, và Khoa bỗng có cảm tình với chị học lớp nhất. Cảm tình thầm kín ấy Khoa không dám giải tỏ, Khoa chỉ rình lúc giờ ra chơi ngắm trộm chị em con quan. Trống trường lại điểm 3 tiếng cộc lốc. Khoa chạy vụt xuống sắp hàng vào lớp. Thầy Thanh nghiêm giọng nói: lát nữa quan huyện đến thăm trường, các con phải tỏ ra lễ phép nha. Dở sách ra trang bài, sáng nay tập đọc thay cho cách trí. Học trò cậu nào cậu ấy xanh mặt sợ hãi, hồi hộp đợi chờ. Mãi tới 8 giờ quan huyện mới tới. Cả lớp đứng dậy, quan vẫy tay cho ngồi xuống. Quan khuyên nhủ vài lời, rồi quan hỏi thầy giáo xem ai giỏi nhất lớp. Thầy giáo chỉ tay về phía Khoa. Quan huyện mỉm cười lấy tay ra hiệu. Khoa nhõm lên như cái lò xo. Quan nói tiếng Việt khác với quan cử, và khác cả với ông thanh tra thích nói tiếng Pháp. Giọng quan hiền hậu làm Khoa đỡ run. Tên con là gì? Dạ thưa quan lớn, tên con là Khoa. Tốt lắm. Con ở đâu? Thưa con ở phố huyện. Cha mẹ con làm gì? Thưa quan lớn, cha mẹ con buôn bán. Giờ này con học bài nào? Thưa quan lớn, tập đọc ạ. Con đọc cho ta nghe. Khoa thông thả đọc bài Cái thú nhà quê và Cái thú kẻ chợ. Hết bài, quan huyện hỏi: con thích ở nhà quê hay ở tỉnh? Thưa quan lớn, con thích ở nhà quê. Tại sao thế? Thưa quan lớn, vì ở nhà quê mát mẻ, không khí trong sạch, nhiều ao hồ bơi lội và câu cá. Quan gật đầu hài lòng. Quan hỏi tiếng Pháp với thầy giáo: il est très intelligent, donnez-lui une force mesure. Nghĩa là anh ấy rất thông minh, cho anh ấy 9 điểm thưa ngài. Quan huyện hỏi vài người nữa. Quan nhìn hai cậu quý tử. Quan có vẻ bất mãn điều chi. Khi tiễn quan ra khỏi lớp, Quang nói chuyện nhỏ với thầy giáo. Thầy gật đầu vâng dạ. Sau ngày đó học trò ngồi lại, thầy giáo dồn chỗ lên hai bàn trống. Thầy bảo Khoa ngồi cạnh con Quang. Mấy bữa đầu ngượng ngùng bẽn lẽn, chả biết làm quen thế nào, Khoa đành câm lặng. Đến hôm thi vẽ, Khoa để quên bút chì ở nhà, được con Quang cho mượn. Và tiện dịp con Quang bắt chuyện Khoa. Tên hai cậu là Vĩnh và Bảo. Vĩnh là anh Bảo, tính tình điềm đạm dễ yêu. Vĩnh Bảo quấn quýt lấy Khoa. Giờ ra chơi, hai cậu lôi Khoa ra khoe với chị Hiền. Chị Hiền dịu dàng hỏi Khoa, vuốt ve Khoa và chỉ cho Khoa tiền. Khoa không lấy. Khoa thành bạn thân của Vĩnh Bảo. Sự mong ước đã hiện hình, nhưng Khoa mất bạn cũ. Buổi sáng Khoa không được kéo cờ đánh trống. Thầy Thanh nhường vinh hạnh ấy cho bạn Khoa. Cái phức tạp của cuộc đời bắt nguồn trong mạch sống vô tư. Những giờ ra chơi, Khoa lủi thủi góc sân hay dưới gốc ngâu. Hôm nào Vĩnh Bảo nghỉ học, Khoa lẻn xuống nhà ông Tùy Phái ngồi khóc. Sự lẻ loi của Khoa có duyên cớ. Khoa luôn luôn bên cạnh con Quang, bạn bè ai dám chơi với Khoa nữa. Khoa hật mình, Khoa đau khổ. Chẳng hiểu tại sao người ta cứ tìm cách xa lánh nhau. Vĩnh Bảo, chị Hiền đều còn nhỏ, đều muốn nhập vào niềm vui của đám đông. Đám đông từ chối, đám đông khép cửa tình cảm, như tên phù thủy lấp hang nhốt Aladdin. Bây giờ Khoa không thả diều cùng bọn thần vọng, không đi câu cá cùng bọn thần cung, không đi bắn chim cùng bọn thần vũ, không đi bơi lội cùng bọn thần căng. Chúng nó chế giễu Khoa. Khoa muốn khóc mỗi lần nghe chúng nói, thấy người sang bắt quàng làm họ. Khoa rơi trong sự cô độc chả khác Vĩnh Bảo dạo nọ. Khoa chưa biết oán hờn, nhưng Khoa buồn. Buồn ở tuổi non dại, Khoa bỗng trở thành đứa ít nói, hay nghi ngờ và nhút nhát. Khoa đem chuyện bạn bè bỏ rơi kể với chị Hiền. Chị Hiền an ủi: thì Khoa vào Vinh chơi với Vĩnh Bảo, cần gì chúng nó.
Khoa ngần ngại nghe chị Hiền nói thế. Khoa vẫn cần bạn cũ. Thiếu chúng nó Khoa trống trải, cuộc đời thơ ấu nhạt nhẽo làm sao. 2-3 tuần Khoa nằm lì xó nhà, mong bọn thằng Giọng hiểu dùm là Khoa thích chúng nó hơn con Quang. Đến trường Khoa lẩn trốn Vĩnh Bảo tìm bọn thằng Thuận, xong chúng nó hắt hủi Khoa. Chúng nó định đánh Khoa nếu thầy giáo không bắt gặp. Rồi buồn quá, Khoa phải vào Vinh Quang huyện nô đùa với Vĩnh Bảo. Chiều chiều Khoa, Vĩnh và Bảo trèo lên chòi huyện xem người lính Lệ đánh trống thu không. Tiếng trống từng tiếng một hòa cùng chuông chùa ngân nga trong nắng vàng úa, sao mà cảm xúc thế. Khoa đứng bâng khuâng nhìn xuống huyện lỵ nghèo nàn, những mái nhà lợp rạ nhuộm màu hoàng hôn, âm thầm chờ đêm tối. Đó đây có già đã thắp đèn, vẻ âm u của huyện nhỏ rờn rợn tiếng chim bình bịp kêu quanh thành chằng chịt dây bìm già. Ở đây trầm lặng, nửa tháng mới có chuyến ô tô hàng già nua từ thị xã Thái Bình sang Ninh Giang. Xe chở phò phò như người hen, bóp còi in ỏi mỗi khi qua huyện. Thỉnh thoảng xe bị chết máy ngay giữa phố, tài ép thay phiên nhau quay quay mani ben. Thường thường phải ngủ trọ một đêm, sáng hôm sau lại ì ạch lên đường. Những lần xe qua huyện, trẻ con đàn bà đổ xô ra cửa đợi chờ. Xe lướt ngang, anh ép lẳng lơ vẫy tay, điểm nụ cười. Dân phố cũng cười nhìn theo, niềm vui mất hút trong bụi đường mù mịt, sự tĩnh mịch về chỗ cũ. Khoa lớn lên ở đấy, buồn ở đấy. Tuy tháng năm thơ mộng chưa đáng buồn, và bên bờ dậu bìm rất nhiều bươm bướm mùa xuân. Khoa hay rủ Vĩnh Bảo, chị Hiền ra cánh đồng ngoài huyện. Những hôm trời ốm yếu, mặt trời đắp chăn mây u ám, xa xa dãy núi phía Kiến An hiện rõ hình con voi phủ phục mờ mờ trong sương. Chị Hiền hỏi: Núi voi ở Kiến An hả Khoa? Chính ra Hòa Bình chị à, nhưng núi voi Kiến An rõ hình con voi hơn. Hàng năm có hội vui đáo để. Hội gì đấy Khoa? Em cũng chả biết, mẹ em nói thế. Mẹ em đã đi hội núi voi vài lần. Khoa hiểu nhiều nhỉ. Quê mẹ chị ở đây mà chị có biết gì đâu. Nhà bà ngoại chị gần. Gần chỗ nào Vĩnh nhỉ? Để về hỏi mẹ, em quên rồi. Núi voi phục, còn gì lạ không Khoa? Còn sữa mẹ nữa chị ạ. Thật à? Vâng. Trong núi có một cái hang chúc từ trên cao xuống mỏm đá hình vú mẹ. Nước từ khe nào nhỏ giọt không ai biết. Khách thập phương hứng lấy uống gọi là sữa mẹ. Được uống sữa ấy sẽ gặp nhiều điềm lành. Vĩnh lắng tai chăm chú. Bảo thả mắt dõi theo những chiếc xe tay chạy cách nhau trên đường Ninh Giang. Những chiếc xe nhỏ dần vung vút mơ hồ như thời nào xa xôi lắm. Dạo ấy tâm hồn Khoa đã chớm mầm mơ mộng. Khoa dám thơ thẩn một mình giữa đồng không mông quạnh, nghe gió heo may giả nhẹ trên thảm lúa xanh rì. Khoa đọc sách báo say sưa, những nhân vật tiểu thuyết ám ảnh Khoa, dệt quanh vành mắt Khoa những hình ảnh tươi đẹp mai hậu. Khoa cũng hay lang thang nẻo phố vắng, dừng chân nói vài câu với ông ký nhà giấy thép, rồi về nằm suy nghĩ bâng quơ. Trước Khoa ăn no ngủ kỹ, Khoa có biết buồn là gì đâu. Từ ngày Vĩnh Bảo đi vào đời Khoa, rồi bạn học ghét bỏ Khoa, Khoa thấy đau đớn và Khoa đổi tâm tính. Ở sự thay đổi xanh chua, Vĩnh Bảo nhất là chị Hiền phả vào lòng Khoa từng điệu nhạc yêu thương êm ái. Khoa nhớ rõ một chuyện cảm động đến chết. Một buổi trên đường học về, thằng Văn gây sự đánh Khoa, Khoa nhường. Được thế Văn càng sỉ nhục, tức quá Khoa đấm nó sưng mắt. Thằng Văn là con ông cai trá, bố nó làm bộ lắm, phố huyện ai cũng để. Bố nó lại hay xoay tiền, Khoa sợ hãi bỏ cơm sáng đó. Quả nhiên đến chiều ông cai trá dẫn thằng Văn ra bắt đền. Ông ta dọa sẽ trình quan bỏ tù cha Khoa. Mẹ Khoa khóc lóc vang lại. Ông ta còn nói gì ghê gớm nữa. Khoa nghe chẳng hiểu kịp, nhưng cha Khoa tái mặt. Cha Khoa xin lỗi xin đền tiền, ông cai trá từ chối đe dọa. Anh tưởng con anh chơi với con quan à? Tôi sẽ trình quan xử tội của anh, cứ gọi là rủ tù. Xong ông cai trá bỏ về, mẹ Khoa lôi Khoa ra đánh. Đánh xong phần thương con, phần nghĩ tới ngày mai đen tối, mẹ Khoa nằm lăn trên giường khóc sướt mướt. Cha Khoa ngồi im lặng thở dài. Khoa hối hận,
giá Khoa đừng đánh thằng Văn. Khoa tưởng tượng lính huyện trói tay cha Khoa, lôi vào ngục. Mẹ con Khoa sẽ đói rách, Khoa sẽ phải bỏ học, sẽ dốt nát ngu si. Khoa nghĩ tới Vĩnh Bảo, chị Hiền. Ánh hy vọng lé lên rồi tắt ngay, vì âm hưởng rờn rợn lời ông cai trá còn văng vẳng đâu đây. Khoa úp mặt vào tay nức nở. Sáng sau Khoa ở nhà. Tan học, Vĩnh Bảo, chị Hiền tưởng Khoa ốm ghé vào thăm. Cảnh tượng tiêu điều của gia đình Khoa làm chị Hiền ngạc nhiên. Chị hỏi nguyên cớ, Khoa chỉ khóc. Mãi rồi mẹ Khoa mới kể lại. Mắt mẹ Khoa đẫm lệ. Chị Hiền nghe chuyện, mặt chị biến sắc. Chị có vẻ giận dữ. Không sợ đâu, Khoa bảo mẹ đừng khóc nữa. Thằng cai trá hỗn láo thế cơ mà, Vĩnh nói. Để bảo ba đuổi cổ nó đi, cho nó vào tù. Bảo đến gần an ủi bạn. Vì thế Khoa nghỉ học hả? Chịu đi nhé, đi xe với Bảo thì chúng nó hết bắt nạt. Khoa vẫn khóc. Chị Hiền giục em về ngay. Lát sau chị trở ra, có cả ông cai trá và thằng Văn nữa. Ông cai trá xin lỗi cha mẹ Khoa. Ông vờ Vĩnh Bảo vì không hiểu chuyện. Hôm sau ông ta bị đổi về quyển thư trì, xa lơ xa lắc. Khoa lại đi học. Bảo đứng giữa sân trường đói lớn. Đứa nào bắt nạt Khoa, tao bảo lính đánh chết. Chị Hiền mắng Bảo cái tội ngông nghênh. Vĩnh nắm tay giơ lên đe dọa cả trường. Học trò trường huyện im thinh thích. Khoa sung sướng liệm người, chẳng ai dám trêu Khoa. Lúc này Khoa đi học, về học chung xe với chị em Vĩnh. Cha Khoa cứ khen mãi chị Hiền. Chuyện lan khắp huyện, mọi người bắt đầu nhận xét và đều suýt xoa quan huyện mới tốt, công bình, thanh liêm. Từ đấy sợi dây luyến ái ràng buộc Khoa với ba người. Khoa ăn ngủ trong huyện, ít khi về nhà. Ông bà huyện thương Khoa, chị Hiền mến Khoa. Những buổi tối học xong, chị Hiền hay đùa. Khoa giỏi thế, ít nữa làm quan như ba chị, khối người muốn lấy. Khoa ngây thơ. Lấy gì cơ chị? Lấy làm chồng chứ lấy gì, cậu cả. Khoa xấu hổ. Em chịu thôi, em không thích làm quan. Sao thế? Làm quan khó nhọc lắm chị ạ, là nhiều người sợ mình nữa. Lớn lên em định làm nghề gì? Em muốn viết văn. À, mộng văn sĩ hả? Thảo nào giỏi luận. Thử tả nắng chiều chị nghe nào. Nắng chiều khó tính như ông cai trá, đe dọa loài người ta vào đêm tối như đe dọa cha em vào tù. Chị Hiền phá lên cười. Ông huyện khen Khoa khôi hài dí dỏm. Bà huyện cưới tiếc không có con gái út. Vĩnh được thể khoe. Khoa làm thơ đấy mẹ ạ. À. Bảo đưa đẩy. Khoa kể chuyện hay lắm cơ ba ạ. À. Khoa kể chuyện giọt lệ tím của nàng tiên đi Khoa. Chị Hiền nói. Thôi đừng trêu cậu cả nữa, sắp đỏ mặt bây giờ. Khoa đỏ mặt thật. Khoa nghĩ nhiều về chị Hiền. Khoa định hỏi tại sao chị thích mặc áo xanh lam. Chị Hiền lớn rồi, bằng tuổi chị vô số cô đi lấy chồng mà chị vẫn đi học. Khoa sực nhớ ở cái huyện lỵ tồi tàn này thì ai dám ước mơ chị Hiền. Vào Tết quan huyện Quỳnh Côi sang chơi, mang theo cả cậu con trai. Vĩnh thì thầm anh ta học tú tài, muốn lấy chị Hiền, nhưng chị Hiền chê anh ta xấu trai. Tội nghiệp chị, nơi nghèo nàn cơm cõi này, dễ gì đã nương nổi mộng ước của chị. Khoa đã thấy mối sầu đau nghiến, các cô gái lớn lên, tháng năm đợi chờ bóng người lý tưởng, rồi thời gian làm tàn phai mộng ước. Đấy là những cô gái trong tiểu thuyết Khoa đọc, khi về già ngồi bên sông, nhìn nắng vàng nhỏ giọt buổi chiều. Biết đâu chị Hiền chả ngồi trên chòi canh, nghe trống thu không não ruột, mà tưởng tượng chuyện đời. Khoa chưa biết ngắm con gái, nghe mẹ nói chị Hiền đẹp thì cũng bảo chị đẹp. Mà chị Hiền đẹp thật. Vẻ đẹp của chị bao trùm tâm hồn Khoa chuỗi ngày lạc loài ở huyện Phụ Dực. Khoa có bao nhiêu kỷ niệm gửi trong mắt chị Hiền, trong nụ cười Vĩnh Bảo. Kỷ niệm tha thiết in hình vào miếng nắng, vào hàng cây, vào viên gạch huyện đường. Trọn đời Khoa sẽ nhớ những buổi câu cá dưới gốc cây si, nghe chị Hiền kể chuyện ma. Khoa sẽ nhớ bánh rán Ninh Giang, mỗi bận chị Hiền qua đấy mua về. Khoa cũng không thể nào quên được mảnh áo len tím chị Hiền đang tặng nhân mùa lạnh, và nhất là tình thương mến chị Hiền trao Khoa. Người mẹ mớm cơm cho con mau lớn,
như chị Hiền mớm tình cảm cho Khoa chống biết mơ mộng. Khoa mong ước sau này Khoa bước xuống cuộc đời gặp nhiều chị Hiền để ông cai trá khỏi nhốt tình thương trong ngục tối. Và Khoa đâm ra ích kỷ. Khoa cầu nguyện đất trời cứ thế này mãi mãi. Chị Hiền đừng đi lấy chồng. Chị đi lấy chồng thì chị đem cả hành lý yêu thương theo chồng, làm gì còn thừa cho Vĩnh, Bảo, Khoa nữa. Nhưng rồi chị Hiền cũng đi. Đầu mùa hè năm sau, ông Huyện đổi sang tỉnh khác. Ông Huyện đi, cả huyện phụ dực nuối tiếc. Khoa được tin, buồn không ăn, đứng ngồi không yên. Khoa biết chả bao giờ còn những buổi chiều ngồi xe sông Mã với bà Huyện, chị Hiền, Vĩnh và Bảo trên đường từ huyện lỵ tới ngã tư Môi đón ông Huyện về chuyến xe con thỏ nữa. Những người bạn tốt bỏ Khoa sống cô độc ở đất cũ, âm thầm như mái nhà lợp rạ nhuộm màu hoàng hôn chờ đêm tối. Hôm tiễn chân gia đình ông Huyện, chị Hiền tặng Khoa bức ảnh chị chụp dưới giàn hoa thiên lý. Khoa đón nhận rưng rưng nước mắt. Vĩnh và Bảo ôm lấy Khoa nức nở. Bà Huyện cho Khoa tiền. Khoa lắc đầu, chỉ xin cái áo len xanh lam của Vĩnh để nhớ màu áo chị Hiền. Lúc biệt ly không nói được nhiều, Khoa tặng chị Hiền quyển vở luận, trong ấy toàn những bài Khoa được 8 điểm. Chuyến xe già nua chở gia đình quan huyện giả từ huyện lỵ nghèo nàn, Khoa nhìn kỷ niệm lướt dần, xe mất hút trong bụi đường mù mịt. Khoa chạy theo, bàn tay có vẫy nhau, không ai trông thấy gì. Khoa đến lớp Côi Cúc, ban đầu còn một mình, bạn học lãnh đạm, thầy giáo hết yêu, Vĩnh Bảo xa rồi, sự cô độc xâm chiếm hồn Khoa. Khoa càng nhớ chị Hiền. Cha Khoa chừng cũng sợ ông cai trá nào đó nên bàn với mẹ Khoa đi nơi khác. 3 tháng sau khi quan huyện đổi sang Nam Định, gia đình Khoa về quê cũ huyện Phủ Tiên. Khoa chẳng biết địa chỉ của Vĩnh để viết thư, chắc chị Hiền đã gửi thư cho Khoa về phụ dực. Khoa học ở thị xã Thái Bình, trọ nhà chú thím. Thị xã vui, nhưng không thấy núi voi Kiến An mỗi lần trời trở bệnh. Học trò tỉnh ưa mặc áo trắng, Khoa chưa gặp cô nào có áo xanh lam như của chị Hiền. Tháng ngày nối tiếp trôi, qua năm học lớp nhì hai, Khoa lên lớp nhất, sắp thi cử thì đạo chính nhật. Rối loạn mãi cho đến cách mạng tháng 8, rồi toàn quốc kháng chiến. Thị xã được lệnh tiêu thổ, Khoa về làng bên bờ bông Trà Lý, quốc bộ mỗi ngày 15 cây số đi học. Khoa vẫn nhớ chị Hiền, Vĩnh, Bảo. Ngày cách mạng nổi lên, vô số quan huyện bị đem ra xử tử. Không biết ba chị Hiền có việc gì không. Khoa tưởng tượng tới lúc người ta bịt mắt quan huyện lại rồi người ta bắn. Bắn chưa chết người ta đến gần kề súng vào tai bắn thêm vài phát nữa. Máu óc vọt ra ghê rợn. Khoa đã được xem xử tử tên Ban Việt Giang, tay sai cho phát xít Nhật ở cổng Vọng Cung. Nghĩ mà sợ. Lang thang ngoài hậu phương mãi, tới độ Pháp chiếm Thái Bình. Gia đình Khoa về tề. Sự học gian dở, hoàn cảnh túng bần. Khoa lên Hà Nội trông coi cửa hiệu giúp đỡ người bà con để có cơm áo học thêm. Khoa học trường Chu Văn An buổi sáng, buổi chiều ngồi bán hàng. Một hôm tình cờ Khoa gặp Vĩnh tha thẩn ở bờ hồ. Vĩnh già dặn hơn hồi xưa, nhưng Vĩnh buồn ghê gớm. Khoa gọi Vĩnh, Vĩnh giật mình quay lại. Nhận ra Khoa, Vĩnh bỡ ngỡ. Sự ngần ngại thoáng hiện trên mặt Vĩnh. Khoa biết rõ tại sao. Thời gian thường làm người ta nghi ngờ cả tình cảm. Không đợi Vĩnh chào hỏi, Khoa giang tay ôm chặt lấy Vĩnh, mừng rỡ. Khoa rủ Vĩnh tới quán Mụ Béo ngồi tâm sự. Vĩnh thuật chuyện gia đình Vĩnh từ khi đổi sang Nam Định. Vĩnh nhớ Khoa. Chị Hiền bảo nhắc Khoa luôn. Năm cách mạng, cha Vĩnh bị bọn người quá khích phá cổng huyệt đường xông vào đâm chết. Hôm sau mới có lệnh khoan hồng gửi về. Cha Vĩnh chết oan. Bảo mắc bệnh thương hàn chữa mãi không khỏi. Bảo chết trước cha nửa năm. Chị Hiền đã lấy chồng. Chồng chị là sinh viên trường luật. Ngày khói lửa lan tràn, chồng chị gia nhập bộ đội chống Pháp. Chị Hiền bị Tây bắt trong trận hành quân qua làng. Bọn Lê Dương thay phiên hãm hiếp chị đến chết. Chiến tranh tàn phá đời chị. Vĩnh và bà Huyện chạy mãi. Rồi loạn ly đưa mẹ con về quê ngoại phụ dực. Mẹ Vĩnh bây giờ như người hết hồn. Mắt bà bị lòa.
bà gửi Vĩnh sống với chú để Vĩnh học hành. Vĩnh kể nhiều lắm, giọng Vĩnh sầu thảm. Những hình ảnh chính Khoa vừa chụp ghê rợn, khó mà tưởng tượng, cõi đời nhiều khúc rẽ tàn nhẫn. Câu cuối cùng chuyện nhà, Vĩnh nói: phải chứng kiến lưỡi kiếm đâm từ ngực xuyên qua lưng ba Vĩnh, phải thấy ba Vĩnh giãy giụa trên vũng máu, phải thấy mẹ Vĩnh chết ngất trên thây ba, phải thấy xác chị Hiền trần truồng, phải thấy mắt chị trợn trừng uất hận, mới hiểu chiến tranh. Tại sao những người hiền lành lại phải chết khốn nạn thế nhỉ? Khoa cảm động nắm tay Vĩnh an ủi. Vĩnh cười khinh bạc: xong rồi, Vĩnh lớn ở đây nhưng Vĩnh chả làm gì được đâu. Cuộc sống sau không chỉ có Khoa, tội nghiệp ba Vĩnh, chị Hiền. Khoa im lặng nhìn sự đau khổ xếp tầng trên trán Vĩnh. Ngày xưa hoa bướm nhẫn nhơ quanh dậu bìm, hoa ngày nay kết trái chua chát, bướm hóa thành con sâu buồn đục tim phổi hai người trai trẻ. Ngồi mấy tiếng nhìn xuống đáy khóc tìm dĩ vãng, chuông nhà thờ đổ dồn. Vĩnh dìu Khoa ra đường, hai người đi bộ hết phố này sang phố khác. Nửa đêm Khoa đưa Vĩnh về nhà Vĩnh. Khoa ghi địa chỉ, trao Vĩnh, hẹn Vĩnh lại chơi luôn. Lúc chia tay Vĩnh nói: còn nhớ vụ giật không? Còn. Nhớ nhất cái gì? Cái lão cai trá. Gì nữa? Áo màu xanh lam của chị Hiền. Gì nữa? Nụ cười của Bảo. Gì nữa? Con ma ở cây si. Hôm nào ôn hết chuyện ngày xưa nhé. Ừ, hôm nào nhắc lại một thể. Vĩnh đến tìm Khoa một buổi chiều, trời lạnh gay gắt. Vĩnh mặc tấm áo mỏng manh, nét mặt Vĩnh thiểu não. Vĩnh móc túi đưa Khoa xem lá thư viết bằng giấy học trò. Thư của mẹ Vĩnh đấy, xem đi. Mẹ Vĩnh biết Vĩnh gặp Khoa rồi. Vĩnh có nói với mẹ: mẹ nhờ người viết đấy, Khoa ạ. Khoa đọc nhanh. Trong thư bà Huyện muốn Vĩnh về quyện phụ giật ngay. Bà sợ mình già nua rồi, nhỡ mệnh hệ nào thì khổ thân Vĩnh. Bà Huyện khỏi thăm Khoa, Khoa nao nao tâm hồn. Vĩnh định sao? Phải về. Vì mẹ à? Sao Vĩnh không... Không gì, họ bắt mẹ Vĩnh làm thế đấy. Ai? Những người đã giết ba Vĩnh. Phụ giật là khu chiếm đóng mà. Đêm đêm họ vẫn về thu thóc và làm nhiều việc khác. Vĩnh trở lại phụ giật được ích lợi gì? Về đi cày. Không được học à? Có lẽ. Vĩnh chẳng về có sao không? Khổ mẹ Vĩnh. Vĩnh còn trẻ còn tương lai. Khó lắm. Sau này sẵn dịp Vĩnh giải bày cho Khoa hay. Bao giờ Vĩnh bỏ Hà Nội? Mai, sáng mai. Mong xe gặp mìn. Nói dại. Tối nay đi chơi nhé. Thôi. Tại sao? Tội nghiệp, đừng bắt Vĩnh giải thích. Vĩnh xin phép về. Chúng ta chia tay ngay bây giờ. Chúc Khoa gặp nhiều may mắn. Chúc Vĩnh... Thôi, đủ rồi. Vĩnh buông tay Khoa, chạy xuống đường gọi xích lô. Khoa nhìn theo, cay đắng. Rồi vắng bặt tin Vĩnh 2 năm liền. Vĩnh chưa gửi một lá thư nào. Cho đến hôm nay Thanh Bình đã trở lại, và Khoa cũng trở lại đất xưa tìm người cũ. Chuyến xe con thỏ vụt qua trong tâm tưởng, khói sầu muốn bay lên cao quyện lấy linh hồn ông Huyện, chị Hiền, Bảo. Khoa để lòng mình về gần Vĩnh. Phố Huyện bây giờ khác lạ, hàng rào dây khép gai thay bờ dậu bìm. Những con bìm bịp đi đâu rồi? Một vài chòi canh hở ra lỗ châu mai bốn phía. Súng đạt khạc lửa đã nhiều. Sự sợ hãi còn in trên nét mặt người dân miền phụ giật. Niềm vui cuồng loạn lúc này chưa xua đuổi kịp nỗi lo âu vừa mất hút. Khoa nóng lòng gặp Vĩnh nên không cần nhận xét kỹ cảnh dâu biển của huyện lỵ tồi tàn. Khoa men theo con đường nhỏ lắc gạch tới nhà Vĩnh. Khoa dựng xe trước cửa ngôi nhà ngói vẹo siêu, tường nóc nát đầy vết đạn. Con chó già thấy khách lạ lười biếng sủa. Người đàn ông trong sân chạy ra, Khoa muốn nói với ông ta tìm Vĩnh. Ông ta đưa Khoa vào trình bà Huyện. Bà Huyện nằm trên võng, tóc bà bạc phơ. Đúng như Vĩnh nói, bà đã lòa vì khóc ròng rã tháng ngày từ lúc mũi kiếm oan nghiệt đâm thấu tim ông Huyện. Tiếng bà Huyện ai oán: ai đấy? Thưa bà, cháu à. Khoa đây à? Khoa à? Vâng à.
cháu về thăm bà và anh Vĩnh. Cháu lại đây cơm dễ gần 8-9 năm rồi đấy nhỉ? Vâng ạ, 9 năm rồi. Cháu còn nhớ cả chứ, nghĩ mà tiếc cháu nhỉ? Vâng ạ. Dạ còn, cháu lại đây, lại gần đây. Khoa bước dần tới võng, bà Huyện giơ tay ra quờ quạng. Đôi bàn tay ấy có lần đã vuốt ve Khoa, đã làm cho Khoa sung sướng. Khoa ái ngại đặt bàn tay sần sùi cơm áo của mình vào bàn tay khổ nhục. Khoa muốn dồn hết tình thương, nỗi nhớ mong, sưởi ấm bà Huyện. Nước mắt Khoa nhỏ giọt trên cánh tay già. Bà Huyện nắm được tay Khoa, bà đặt lên mũi thơm tho, rồi bà kéo Khoa ngồi xuống. Bà ôm chặt Khoa, rên xiết. Khi buông Khoa ra, bà Huyện âu yếm hỏi: Cháu ở đâu về? Cháu ở thị xã ạ. Cháu gặp Vĩnh chưa? Thưa bà chưa ạ. Để bảo anh Thái đưa cháu ra với Vĩnh. Anh Thái ơi, dẫn cậu Khoa ra đồng tìm chú Vĩnh. Chốc cháu về ăn cơm nhé. Vâng ạ. Khoa theo người đàn ông lúc nãy ra đồng, nơi thủa nọ chị Hiền, Khoa, Vĩnh và Bảo thường đứng ngắm dãy núi Voi Phục mờ mờ phía trời Kiến An. Anh Thái chỉ túp lều dựng cạnh bờ ngồi. Chú Vĩnh ở trong ấy. Thôi anh về đi, để tôi ra một mình. Khoa lững thững bước nhẹ. Vĩnh quay lưng về phía Khoa nên không biết Khoa đang tiến đến. Khoa dừng lại nhìn cảnh tượng thắt ruột. Vĩnh ngồi trên mảnh đất cao, cởi trần, mặc quần đùi đen, da dẻ sạm nắng, thân hình gầy ốm. Đầu Vĩnh dưới miếng nón mê lót cái lá sen to tướng trùm cả tay. Tay trái đưa ra sau lưng gãi mụn mũi đốt, tay phải cầm cái gậy dài, trên ngọn buộc chùm lá chuối khô xé nhỏ. Vĩnh ngồi chăn vịt. Trước mặt Vĩnh, đàn vịt kêu càng cạc chút xuống nước mò tôm ốc. Khoa đau đớn nghĩ đến Vĩnh trải lòng mình làm đường rầy cho chuyến tàu thời đại, nặng oán hờn nghiến lên. Một thời gian xa lắm, cũng ở nơi này, cậu Vĩnh con quan thả tầm mắt đón nhận tương lai. Vĩnh không mơ quan sang, Vĩnh ước viết sử như Khoa ước thành văn sĩ. Chao ôi, trang đầu lịch sử của đời Vĩnh đã ghi chép những dòng máu lệ tủi nhục. Khoa cúi xuống, dưới chân Khoa là vực thẳm. Khoa nhìn lên, trên đầu Khoa là trời cao. Trời cao vực thẳm câm nín như Vĩnh câm nín trước tầm mắt Khoa. Khoa lên tiếng: Này, gã chân vịt. Giật mình Vĩnh quay lại nhận ra Khoa. Vĩnh sung sướng chạy tới ôm chầm lấy bạn. Tự nhiên Khoa tưởng như sắp mất Vĩnh. Mắt Khoa rơm rớm lệ, nắm lấy Vĩnh không muốn rời tay. Nghẹn ngào Khoa hỏi bạn: Chân vịt thi đua hả? Không, chân vịt để sống. Rồi chợt nhớ cảnh sống hiện tại, Vĩnh mỉa mai nói: Ở đây muốn sống yên thân phải giấu kín tình cảm Khoa à? Biết rồi. Thế thì Khoa buông Vĩnh ra ngay. Xuống bao giờ thế? Vừa xong. Sao Vĩnh không viết thư cho Khoa? Tưởng Vĩnh chết rồi à? Ai đưa Khoa ra đây thế? Anh Thái thăm me Vĩnh rồi hả? Ừ. Tiếc nhớ nhiều quá, Khoa muốn khóc như ngày xưa chúng mình còn bé. Vĩnh thì hết nước mắt rồi. Vĩnh đang tập để không còn biết thương nhớ là gì nữa. Giọng Vĩnh chua chát lắm đấy. Chân vịt thú vị không? Dạ chân dê thú vị hơn, vì còn được ví với Tô Vũ. Trong lịch sử có ai chân vịt không nhỉ? Có. Ai? Vĩnh. Chân vịt đợi thời. Đợi chết thì có. Vào trong này nói chuyện. Hai người chui vào lều. Nắng buổi chiều còn chói chang, mùa thu mà trời oi ả quá. Vĩnh hỏi: Tưởng vào Nam rồi. Cũng định. Định chi nữa? Muốn chết từ từ à? Tại sao Vĩnh là chân vịt? Vĩnh thích chứ sao. Không được đi học nữa à? Ừ. Mà dẫu được, mình học ít gì. Sách chúng mình học lạc hậu cả. Công thức định lý ở đây toàn tên Nga, khó đọc lắm, nên Vĩnh chán. Này, Pythagore nói láo. Sự khám phá của hắn chính là của ông gì cớp ấy, Kepler, Newton, Einstein. Sai hết. Nằm nhà sợ mang tiếng bất mãn chế độ. Vĩnh chăn vịt cho đỡ buồn. Vĩnh thấy cuộc sống mới thế nào? Buồn cười đáo để. Nhưng hỏi làm gì? Hay Khoa là công an? Bậy bạ. Đúng đấy Khoa.
Khoa còn nhớ bọn thằng Vọng, thằng Cung chứ. Hôm Tây mới rút khỏi đây, chúng nó về treo cờ, tổ chức hội họp. Vĩnh gặp thằng Vũ, Vĩnh chào nó. Nó vờ hỏi anh là ai trông lạ quá. Vĩnh kể lai lịch, nó mỉa mai. À, hóa ra cậu Vĩnh con cụ lớn ngày xưa. Buổi tối nó lại chơi, nó nằm cả đêm ở nhà Vĩnh, hỏi han lung tung. Hết chuyện ai theo Quốc Dân Đảng, ai theo đế quốc, phong kiến. Vĩnh trả lời qua lo, nó rút sổ tay ghi chép cẩn thận. Vĩnh biết ngay nó làm công an. Vĩnh sợ, đâm ra nghi ngờ cả bạn bè. Thế hả? Đau đớn nhỉ? Ừ, đau đớn thật. Vĩnh, có muốn vào Nam không? Không. Ở nhà sống thế này hả? Ừ, đợi chết mà. Nghĩ kỹ đi. Nghĩ kỹ rồi, Vĩnh còn mẹ Vĩnh. Mẹ Vĩnh muốn chết ở quê nhà. Vĩnh sinh ra Phô Phúc là con nhà quan, cô độc từ ngày đi học như Khoa đã biết. Lớn lên với mặc cảm cô độc ấy, Vĩnh nhút nhát chả dám làm gì. Vào đời không quen sống tập thể, thấy mình lẻ loi hèn kém. Bây giờ cô độc hơn xưa, suốt đời cô độc. Vĩnh sợ cuộc đời lắm. Vĩnh chẳng đi đâu. Vĩnh còn mẹ Vĩnh. Mẹ Vĩnh đã khổ nhiều rồi. Vĩnh là niềm an ủi cuối cùng. Bây giờ lại bỏ đi thì mẹ Vĩnh chết mất. Vĩnh đã nhất định, Khoa còn nói sao được. Mai Khoa đi. Khoa muốn nhớ Vĩnh mãi nên tìm đến thăm Vĩnh. Khoa đi với ai? Một mình. Còn gia đình? Cha mẹ Khoa cũng lưu luyến quê hương như mẹ Vĩnh ấy. Khoa đi một mình à? Ừ, tối nay Khoa về thị xã. Sáng mai hãy về. Khoa hứa có dịp kể chuyện ngày xưa, hồi chúng mình chưa đau khổ. Khoa quên rồi ư? Dịp ấy là đêm nay. Sao Vĩnh bảo Vĩnh đang? Không, Vĩnh sẽ không tập gì cả. Tập làm sao được? Mai Khoa đi thì Khoa hiểu rằng từ phút chia tay Vĩnh đã chết. Vĩnh phải sống đợi Khoa về, kể nốt chuyện phụ dực. Chứ một đêm nói sao hết tình thương. Nếu được vậy nhỉ? Thôi, chúng mình lại nhà. Hai người dìu nhau trên bờ ruộng. Vĩnh ném cái gậy xuống ngồi, quàng tay qua cổ Khoa. Mùa thu quê hương thường có heo may giải đồng. Trời chớm lạnh, người ta tìm nhau trong cưới xin. Tháng 8 ở đây nóng sang cả buổi chiều, dù mặt trời lặn từ lâu. Hoàng hôn xuống dần, bóng đêm đuổi đằng sau hai người trẻ tuổi. Khoa nghĩ đến con đường Khoa và Vĩnh đang bước lên. Đêm nay còn song đôi, ngày mai mỗi người sẽ sang một khúc rẽ cuộc đời. Hết chuyện.